Xin chào, lại là Trường Mark One đây. Đây là video thứ 3 trong những video về những ứng dụng hay ho và hữu ích có ở trên Mark. Và với hai video trước các bạn đã có thể cài được rất nhiều phần mềm, cả free lẫn trả phí. Thì đối với 5 ứng dụng tiếp theo này cũng sẽ như vậy. Và lần này mình sẽ hứa với các bạn là sẽ có nhiều ứng dụng hay ho hơn nữa và hữu ích hơn, thực tế hơn. Bắt đầu ngay sau intro để xem những ứng dụng này là gì nhá. Ứng dụng đầu tiên của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thể sử dụng cái ứng dụng này để thay thế cho trung tâm điều khiển. Trung tâm điều khiển là cái này, nếu như các bạn chưa biết. Tức là chỗ này sẽ là một ứng dụng để giúp các bạn có thể quản lý phím tắt này, quản lý các cái thao tác nhanh. Nó có tên là Oli Switch, không phải cái Oli mà các bạn đang nghĩ đâu nhá. Đây, Oli Switch, sau khi các bạn tải xong thì nó sẽ có một cái icon ở bên trên như thế này, trên thanh menu. Bấm vào đây và các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều các phím tắt ở bên dưới. Cái này các bạn có thể tùy chỉnh thêm ở trong phần cài đặt, từ cái giao diện của Oli Switch cho đến là việc các cái nút tắt các bạn muốn thêm vào là cái gì. Ở đây thì sẽ có cực kỳ nhiều các loại phím tắt để các bạn có thể thêm vào. Đây, ngoài ra thì các tính năng thêm ở bên dưới này nữa để các bạn có thể tùy chỉnh thêm. Và mình sẽ dùng thử một cái ở đây nhá. Giả sử như là mình sẽ để chế độ dark mode cho máy chẳng hạn, thì mình chỉ việc bấm vào đây thôi là xong. Thực ra thì bên này nó cũng có, nhưng mà đây là mình là ví dụ. Ngoài ra thì khi mà mình mở lên mình cài thêm thì mình có cài cái empty charge này và cái eject disk. Hai cái này thì ví dụ như cái eject disk nó sẽ giúp cho mình là thoát ổ đĩa ra trước khi mà mình rút ổ cứng. Thì cái này cũng khá là tiện lợi, bởi vì là bình thường các bạn sẽ không nên rút cái ổ cứng ra luôn, mà phải eject trước sau đó mới rút thì nó mới đảm bảo được cái ổ cứng chúng ta không bị quá là đột ngột khi mà thoát ra. Đó. Thì các bạn có thể add thêm nhiều cái phím tắt, nhiều cái tính năng hơn nữa vào đây, và nó sẽ tổng hợp hết thành một list như thế này cho các bạn để tiện truy cập hơn nhé. Ứng dụng thứ hai trong ngày hôm nay mình nghĩ là sẽ cực kỳ cần thiết với cả anh em làm đồ họa nhé. Bình thường ví dụ như các bạn nhìn thấy một cái màu nâu này, các bạn rất thích màu này và muốn cho vào ấn phẩm của mình, nhưng lại không biết mã màu của cái màu nâu này là gì, thì các bạn có thể sử dụng ứng dụng tên là Pika. Ứng dụng này khi mở lên thì nó sẽ có giao diện trông như thế này, và việc của các bạn chỉ là bấm vào ô bên trái này và chọn vào cái màu nâu này thôi. Lập tức chúng ta sẽ có ngay mã hex của màu. Ngoài ra các bạn có thể chuyển sang các cái định dạng khác để xem là cái màu nó như thế nào. RGB cũng được này. Đây RGB này. Thường thì mình sẽ để hex là được rồi. Và ở phía bên phải này các bạn cũng có thể chọn thêm một màu nữa. Ví dụ như mình sẽ chọn màu xanh này. Và ở đây nó sẽ hiện lên cho chúng ta để xem là cái độ tương phản của hai màu này như thế nào. Độ tương phản đây đang là 1.66 thì có vẻ là khá là thấp. Nên là nếu như các bạn sử dụng trong ấn phẩm đồ họa thì nên cân nhắc kỹ khi mà kết hợp hai màu này với nhau. Ngoài ra thì nó sẽ có hỗ trợ là xem cho chúng ta là liệu kích cỡ chữ đối với hai màu này để lên đây nó có phù hợp hay không ở bên dưới này. Và các bạn có thể đổi sang bất kỳ các màu sắc khác để kiểm tra về các cái thông số nhá, cực kỳ tiện luôn. Thì như này đã rất là ok để các bạn có thể check màu này, cũng có thể là để kết hợp màu luôn, rất nhanh, rất tiện lợi. Ứng dụng thứ ba này sẽ là ứng dụng để giúp các bạn chuyển đổi file, chỉnh đổi định dạng để khi mà các bạn gửi file cho người khác nó sẽ gọn và nhẹ hơn nhưng mà vẫn giữ được chất lượng tốt nhất về file của các bạn nhé. Ứng dụng này có tên là Clop và cũng là một ứng dụng miễn phí luôn. Khi các bạn tải ứng dụng này về rồi và mở nó lên, nó sẽ không hiện gì ở bên ngoài màn hình này cả. Nhưng khi các bạn chỉ cần, đây mình sẽ ví dụ mình chụp màn hình lại này và cầm cái file này kéo, lập tức thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái Clop ở đây với góc này, và các bạn sẽ thả cái file ảnh này vào. Ở đây thì ảnh nó có độ nặng là 5 MB và mình đã được nén lại còn 1.5 MB thôi. Bên dưới này chúng ta sẽ có một vài cái tùy chỉnh định dạng, ví dụ các bạn có thể đổi sang thành JPEG này, các bạn có thể đổi thành HEIC này hoặc là GIF, rất nhiều định dạng các bạn có thể dùng. Sau đó các bạn có thể bấm share ở đây để airdrop luôn cho bạn bè hoặc gửi qua mail hay là qua các cái việc gửi file khác. Nó tương tự giống với cái việc các bạn bấm chuột phải ở bên này, bấm share. Đó, rất giống nhau đúng không? Ok, mà không chỉ dừng lại ở đó nhá. Ngoài việc là nó có thể chuyển đổi ảnh ra thì video hay là những file PDF nó cũng có thể làm được. Mình sẽ ví dụ với cả một video cho các bạn đi. Video này. Ở phần video này thì nó sẽ có thể downscale xuống cho các bạn, nó gọn nhất có thể. Đó, và sau một khoảng thời gian rất ngắn thôi, các bạn sẽ được nén cái file này lại từ 273 MB xuống còn 114 MB thôi. Và ở đây các bạn có thể tùy chỉnh tốc độ của video luôn nhé, lên thành 1x,
2x hoặc là cao hơn, nhanh hơn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bấm share ở đây và gửi file cho bạn bè thôi. Nếu các bạn đã quá chán với cả ứng dụng xem video mặc định của Mark, đó là QuickTime Player, thì mình có thể giới thiệu cho các bạn một ứng dụng mới hơn và có thể coi như là bản pro của QuickTime Player luôn, đó là INA. Ứng dụng này thì bên ngoài của nó sẽ, khi các bạn mở lên nó sẽ như thế này, còn khi các bạn play video thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Đó, chúng ta sẽ có một cái phần chỉnh thông số ở đây rất là nhiều cho video luôn, và các bạn có thể tùy chỉnh ở đây, ví dụ như là các bạn có thể crop khung hình lại làm sao cho nó phù hợp với cả tỷ lệ các bạn mong muốn này, xoay video theo hướng mà các bạn cần, hoặc là có thể tăng giảm tốc độ của video. Ngoài ra, như các bạn đã thấy hình ảnh ở đây màu sắc nó đang rất là kỳ, thì mình sẽ bấm thử ở bên dưới này nhá, mình sẽ chỉnh thử độ sáng của video này, tăng giảm cái contrast này lên, hoặc là chỉnh độ đậm, độ nhạt của video. Ngoài ra cái này thì thường các bạn nào mà có nắm rõ được về cái thông số thì có thể chỉnh ở đây để cho video màu sắc của nó hợp lý hơn. Không chỉ thế nữa, các bạn có thể chỉnh cả âm thanh của video luôn. Các bạn có thể tăng giảm âm lượng hay là tăng các cái thông số của âm thanh để cho làm sao nó phù hợp với các bạn nhất. Cùng với đó là có thể là add thêm cái phần sub vào, tức là cái phần phụ đề á, cho video. Ngoài ra các bạn có thể nhìn ở phía bên trên này, ở phần thanh menu ở đây sẽ có rất nhiều các công cụ nữa để các bạn có thể chỉnh cho video của mình. Và cái này thì hoàn toàn là miễn phí, các bạn có thể cài trực tiếp vào đường link ở phía bên dưới mình để nhá, hoặc là có thể lên trên Safari để tải ứng dụng này về. Ứng dụng cuối cùng trong ngày hôm nay, đây sẽ là một cái ứng dụng để giúp các bạn có một vị trí các bạn để sẵn file ở đó, và khi các bạn cần chỉ việc lôi ra thôi mà không cần phải vào folder để tìm nữa. Ứng dụng này có tên là Dropover. Nó sẽ có hình như thế này, và khi các bạn click vào, nó sẽ chạy lên cho chúng ta và có một vài cái hướng dẫn, và nó sẽ không hiện gì lên trên màn hình này cả, thì tức là nó sẽ nhập sẵn vào trong máy cho các bạn luôn. Và việc của các bạn bây giờ là ví dụ như mình có cái video này, mình muốn để nó vào trong cái Dropover để khi cần mình sẽ kéo ra, thì mình sẽ nhấn giữ ở đây, cầm ZZ một chút này, nó sẽ hiện ra một cái tray ở đây cho các bạn và đặt cái file vào đây thôi. Mình sẽ cho thêm một cái file nữa nhá, đặt vào đây. Đó, bây giờ mình đã có một cái tray ở chỗ này và mình sẽ để ở sang bên này. Khi mà mình muốn cho nó ra, ví dụ như mình muốn cho cái ảnh này ra màn hình chính, thì mình sẽ click vào đây, cầm cái ảnh và cho ra màn hình chính. Và ngược lại, ví dụ như video này ban nãy mình vừa để ở màn hình chính, bây giờ mình muốn để vào phần document chẳng hạn nhá, mình sẽ cầm và thả nó vào trong này. Thì đây là mình đang ví dụ thôi. Còn tất nhiên là nếu như các bạn cho file vào folder thì các bạn chỉ cần cầm và kéo vào folder là xong. Nhưng mà khi mà các bạn ví dụ như muốn là chúng ta sẽ vào trong Google Drive, các bạn cầm cái file kéo vào chứ không phải đi tìm, thì nó sẽ rất tiện và dễ dàng hơn để có thể là sử dụng. Ok, với 5 ứng dụng trên đây thì có ứng dụng nào hữu ích thật sự đối với các bạn không? Comment ngay ở phía bên dưới nhá. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ nội dung cực hay có trên YouTube, Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.